Rồi, cái này lúa 504 nha các bạn. Dàn lúa cũng đỡ nữa các bạn ơi. Dày. Bông cũng hơi cục nhưng mà nó được cái dày các bạn. Với lại cắt hậu kết lép nha. Cây thứ ba đang cắt chạy lên. Đầu này thì hồi nãy mình có nghe mấy anh chủ ruộng gần gần đi tôi cắt rồi, cái miếng bên kia rồi đó các bạn. Có nói là một công thì được cần 18 19 bao rồi mà. Nhưng mà được cái nặng ký nha. Bao ở đây tôi xài bao lớn không không có giống bao nhỏ như bên mình quay hổng gài. Thì trung bình công tầm tấn 2. Tấn 2, tấn 3 đổ xuống nữa các bạn. Tấn 1, tấn 2, tấn 3. Thì theo chủ mận các bạn, nó phải là chủ nào mận cũng giống chủ nào đó nha mọi người. Thì mình nói với các bạn cái vụ mà mình quay trong cái điện thoại mà đất mà khuôn 2 công 3 công là thấy nó lớn nó bự các bạn. Tại vì mình quay bằng cái máy quay góc rộng thành ra các bạn xem thì các bạn thấy lớn, nhưng thực tế ở ngoài nhìn thì thấy cũng nhỏ rồi các bạn ơi. Mà còn nếu các bạn thì không tin thì các bạn có thể lấy cái điện thoại của mình ra đem quay cái đất miếng đất của mình 2 ba công gì đó. Các bạn chọn chế độ góc rộng các bạn. Thì các bạn sẽ thấy nó khác với mình nhìn ở ngoài xa lắm nha. Rồi, máy đang chạy lên. Cái 93 này mới mua hơn 1 năm rồi nha các bạn. Nói chung là còn mới còn đẹp lắm. Không có lên hàm lên gì luôn nha, còn zin nha. Cái này thì cũng mới mở đồng các bạn ơi, chưa có gộ nha. Đó, số dụng này là làm 504 nhiều. Dụng này thì không có thả lũ giống như bên mình quay không rồi. Bên mình thì thả lũ 2-3 tháng rồi mới xả các bạn. Còn bên đây thì đất khô ráo. Dụng này thì đất cao hơn. Vụ 3 mà còn cắt lúa mà thả bao với ruộng được mà các bạn. Thì đất trên này cũng không có trúng hơn dưới mình nhiều đâu nha mọi người. Coi cái thằng ở dưới đang chạy miếng 5 công đó, hai thằng vô lượt, thằng nó chạy dưới 5 công, thằng này ba cũng gửi thử thằng nào vào trước nha. Thủ máy dưới nó chạy bay bay không đây, nó bò bò không. Nhanh quá thằng đứng kịp. Ba thằng đứng mà. Từ cái vụ này nó hư cái đạn, cô nó vô hang nó ở đó, nuôi con đó thì mẹ đẻ nuôi con đó. Mẹ nghe máy hù hù rằng ở bên trên Ba Liên bển thì ruộng đây nó chung vô hang rồi, nó ngu gì nó ngoài không có khôn lắm. Nói được rồi đâu quá, vừa đâu giờ nó dễ. Ừ, nó cứ cứ cái giò nó mà ra cái khôn này. Gì ra để gì ra tối luôn là.
Má này còn cái bửng ở sau chưa có tháo luôn nha các bạn. Tại dùng này đa số người ta lấy gươm các bạn, ta không có lấy ga để chứ gươm nó gom lại đặng máy dễ hút các bạn thôi. Rồi cái kéo này có 3 người đi nha. À, khu này cũng nhỏ bạn, rồi cắt bên đây rồi, còn bên đây hơn nữa, cái này 10 công mười mấy công gì đó các bạn. Giạc này thì nói chung thì chắc thấp hơn Kiên Giang đó người, dàn lúa thấy không bằng, bông liu riu quá, tại vì trên này không có thả lũ nha mọi người. À, chúng ta đang chạy các bạn. Anh này đi lấy kéo nữa mà thấy lúa sót này tiếp mót cho chủ ruộng luôn nha. Thầy máy các bạn xem đang chị lên. Nói chung là mình đợi cắt rồi cái miếng này thì cũng lâu lắm các bạn. Này, cuối mình dòng đi thì chắc mình cũng có chia sẻ cho các bạn ở clip trước á. Thì một công tầm tấn 2, tấn 3. Không 18, 19, 3 các bạn ơi. Tại vì trên này xài bao bự nha. Không phải là bao nhỏ giống như bên mình quay hôm gầy. Nói chung là so bao với nhau thì chưa biết là ai trúng hay thất các bạn. Phải cân rồi mới biết. Miếng cắt bữa nay thì bữa sau mới cân là mình cũng không có đợi mà chia sẻ cho các bạn biết chính xác về số lúa cắt bữa nay. Thì ví dụ mà có cái miếng nào đó cắt trong vòng bữa nay và cân liền bữa nay mình sẽ chia sẻ chính xác cho các bạn biết. Ở đây thì bên xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nha mọi người, gần với quốc lộ mà đường đi Hậu Giang đi về Cần Thơ.